Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các ngươi hãy ở nhân từ như Cha các ngươi là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các ngươi khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các ngươi khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các ngươi sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các ngươi. Người ta lấy đấu hảo hạng đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các ngươi. Vì các ngươi đong bằng đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng chính đấu ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, Đức Giêsu hôm nay dạy chúng ta đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét. Vì tất cả chúng ta đều là những con người còn nhiều thiếu sót, bởi lẽ nhân vô thập toàn. Không ai có quyền xét đoán trừ một mình Thiên Chúa, vì Ngài là đấng cực thánh. Còn chúng ta chỉ là phàm nhân tội lỗi thôi, chỉ là cát bụi thôi. Chúng ta nhận tro trên đầu là chúng ta thú nhận như vậy. Thế nhưng Thiên Chúa lại không muốn xét đoán bất cứ ai. Đức Giêsu nói với ông Nicodemo: Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đức Giêsu hôm nay cũng dạy chúng ta đừng kết án để khỏi bị kết án. Vì tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Đã là tội nhân thì không có quyền kết án bất cứ ai. Đã là tội nhân thì không thể ngồi vào ghế quan tòa. Có thể chúng ta nói rằng mình không kết án ai, nhưng mà chúng ta có nghĩ rằng khi chúng ta nói hành nói xấu nhau, phê bình chỉ trích người khác, là chúng ta đang tự ngồi vào ghế quan tòa không? Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền kết án, vậy mà Ngài cũng không muốn kết án bất cứ ai. Qua tiên tri Ezekiel, Thiên Chúa phán: Ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, ta chẳng vui khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Israel? Và Đức Giêsu hôm nay dạy chúng ta hãy tha thứ để được tha thứ, vì tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi khi bị cám dỗ xét đoán, nhất là mỗi khi bị cám dỗ kết án ai đó, chúng ta nên, rất nên nghĩ đến giây phút mà chính mình phải trình diện trước tòa án của Đức Kitô. Về giây phút quan trọng này, Thánh Gia-cô-bê đã dạy chúng ta như sau: Anh em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do, vì Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót, còn ai thương xót thì chẳng quan tâm đến việc xét xử. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Đối diện với lời chúa hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi thay vì xét đoán, nhất là xét đoán bất công, thì hãy khiêm tốn xét mình và tự hỏi lòng mình: đấu tôi đong cho anh em có phải là đấu bao dung tha thứ, hay chỉ là những đấu đắng cay, hận thù và ích kỷ không? Thiên Chúa sẽ xét xử chúng ta đúng như chúng ta đối xử với nhau. Chúng ta gieo gì gặt nấy, chúng ta gieo nhiều thì gặt nhiều, gieo ít thì gặt ít. Amen.